một số thủ tục hành chính về tôn giáo bị can thiệp bởi cơ quan chính quyền cấp tỉnh. Luật Tin ngưỡng tôn giáo năm 2016 đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2018. Các nhà làm luật đã tự tiện đặt ra cơ chế xin cho với hà à, thủ tục, trong đó hầu hết cơ chế này buộc các hoạt động tôn giáo nằm dưới sự chi phối của cơ quan à, chính quyền cấp tỉnh các thứ tục đó gồm chấp thuận việc đăng ký hoạt động của tổ chức tôn giáo hoạt động trên địa bàn một tỉnh công nhận tổ chức tôn giáo hoạt động ở một tỉnh chấp thuận việc thay đổi hiển trương tên trụ sở của tổ chức tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh chấp thuận việc thành lập chia tách sắp nhập hợp nhất tổ chức tôn giáo trục thuộc hoạt động trên địa bàn tỉnh cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trục thuộc hoạt động trên địa bàn một tỉnh, à, chấp thuận việc giải thể tổ chức tôn giáo hoạt động trên địa bàn một tỉnh, xem xét quyết định việc xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo, nâng cấp các công trình chính của cơ sở tôn giáo hoạt động trên địa bàn một tỉnh. Xem xét quyết định việc thu hồi giao đất chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức tôn giáo cơ sở tôn giáo hoạt động trên địa bàn một tỉnh, cấp phép đào tạo giảng dạy về tôn giáo, chấp thuận việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo hoạt động trên địa bàn một tỉnh, cấp phép đào tạo giảng dạy về tôn giáo, chấp thuận tổ chức cuộc lễ giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo hoạt động trên địa bàn một tỉnh. À, thẩm quyền chấp thuận các hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài công nhận việc phong phẩm bổ nhiệm bầu cử suy cũ thuyên chuyển cắt chúc bãi nhiệm chúc sắc chúc việc cùng với đó là các hoạt động khác trong tôn giáo bị đặt trong cơ chế xin cho với chính quyền từ cấp xã tới cấp huyện tạo không gian kiểm tỏa vô cùng ngột ngạt, điều này đã khiến cho những người có một tôn giáo và những người bảo vệ quyền tự do tôn giáo bức xúc lên tiếng phản đối ngay từ khi đạo luật mới chỉ là dự thảo lấy ý kiến Tuy nhiên, dưới gốc độ ung dụng luật thì chúng tôi cho rằng những điều nêu trên không hề ăn hưởng đến quyền tự do, sinh hoạt tôn giáo của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Thật vậy, cá nhân hay tổ chức tôn giáo quan hệ với nhà nước chỉ bằng các điều luật quy định về quyền và nghĩa vụ. Vậy hãy xem quyền và nghĩa vụ này được luật hóa thế nào. Điều xáo, quyền tự do tin ngưỡng tôn giáo của mọi người. Một, mọi người có quyền tự do tin ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Hai, mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tin ngưỡng tôn giáo, thực hành lễ nghi tin ngưỡng tôn giáo, tham gia lễ hội học tập và thực hành giáo lý giáo luật tôn giáo. 3. Mỗi người có quyền vào tư tại cơ sở tôn giáo học tại cơ sở đào tạo tôn giáo lớp bồi dưỡng của tổ chức tôn giáo. Người chưa thành niên khi vào tư tại cơ sở tôn giáo học tại cơ sở đào tạo tôn giáo phải được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. 4 chức sắc chúc việc nhà tư hành có quyền thực hiện lễ nghi tôn giáo giảng đạo truyền đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác điều 7 quyền của tổ chức tôn giáo tổ chức tôn giáo trực thuộc một hoạt động tôn giáo theo hiến chương điều lệ và văn bản có nội dung tương tự sau đây gọi chung là hiến chương của tổ chức tôn giáo hai tổ chức sinh hoạt tôn giáo ba xuất bản kinh sách và xuất bản phẩm khác về tôn giáo bốn sản xuất xuất khẩu nhập khẩu văn hóa phẩm tôn giáo đồ dùng tôn giáo năm cải tạo nâng cấp xây dựng mới cơ sở tôn giáo sáu nhận tài sản hợp pháp do tổ chức cá nhân trong nước và tổ chức cá nhân nước ngoài tự nguyện tặng cho bảy các quyền khác theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan điều chỉnh nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong thực hiện quyền tự do tin ngưỡng tôn giáo một tổ chức cá nhân tham gia hoạt động tin ngưỡng hoạt động tôn giáo phải tuân thủ hiện pháp luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan hai chức sắc chúc việc Nhà tư hành người đại diện ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm hướng dẫn tín đồ, người tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo đúng quy định của pháp luật. Đây là ba điều trong luật tín ngưỡng tôn giáo à, hiện nay quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của các cá nhân có tôn giáo, tổ chức hoạt động tôn giáo, chúng ta không hề đọc thấy một từ nào buộc các hoạt động tôn giáo phải đăng ký. Vậy cần phải hiểu thế nào về 14 quy định thẩm quyền nói trên, thật đơn giản. Chúng chính là những quy định về những quan hệ ứng xử công nhận lẫn nhau nhưng không tạo ra căn cứ pháp lý bắt buộc giữa hai chủ thể. Nó tương tự giống như việc một ai đó muốn à, ban giao với người khác thì cả hai bên sẽ cùng ngồi lại đưa ra một số nguyên tắc trong quan hệ đối tác. Quan hệ này tuyệt nhiên không tạo ra nghĩa vụ áp đặt ai chi phối ai mà chỉ có sự công nhận hoặc không công nhận lẫn nhau mà thôi do vậy việc phản đối các điều luật trên không thật sự cần thiết lắm so với việc chính mỗi cá nhân có tôn giáo tổ chức tôn giáo và bất cứ ai quan tâm đến tôn giáo phải hiểu và đừng vướng vào suy nghĩ sai lầm rằng chỉ khi nhà nước Việt Nam công nhận thì mình mới có giá trị. Từ đó quý vị sẽ thấy việc có đăng ký hay không được đăng ký, việc được chấp thuận hay không được chấp thuận chỉ là câu chuyện hình thức với nhà nước Việt Nam, chứ nó không ăn nhập gì tới quyền thực hành niềm tin tôn giáo vốn có của mỗi người, mỗi tổ chức xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm lắng nghe tôi xin hết